Mực nước biển tăng do biến đổi khí hậu và hoạt động xây dựng ồ ạt đang khiến các thành phố ở Đông Nam Á bị ngập lụt ngày càng nghiêm trọng. Báo cáo mới đây của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC thuộc Liên Hợp Quốc, trong số 10 thành phố trên thế giới có nguy cơ cao nhất bị nhấn chìm dưới mực nước biển, có tới 4 cái tên nằm tại Đông Nam Á. Thủ đô Jakarta của Indonesia đứng đầu danh sách, theo sau là Manila của Philippines, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ 3 và Bangkok của Thái Lan xếp thứ 5. Mỗi năm, thủ đô của Indonesia chìm xuống dưới 10 cm và với tốc độ này thì trong vòng chưa đầy 3 thập kỷ tới, thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ ngập sâu trong nước biển. Nguyên nhân khiến các thành phố này chìm trong nước là do đất nền sụt lún với tốc độ quá nhanh so với mực nước biển. Đây là hậu quả của thói quen tự ý khoan mạch nước ngầm để cấp nước, tiến trình đô thị hóa ồ ạt, gia tăng số lượng của nhà cao tầng và hệ thống thoát nước hoạt động không tốt gây ứ đọng. Hiện trên thế giới có khoảng 4.000 đô thị lớn ven biển đang bị đe dọa bởi nước biển dâng. Hàng triệu người dân Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ mất nhà cửa, mất đất canh tác nông nghiệp nếu tình trạng sụt lún đất nền so với mực nước biển tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Quá trình đô thị hóa, dân số nhiều lên và nhu cầu sử dụng nước gia tăng khi mà người dân càng mạnh tay khai thác thật nhiều nước ngầm để phục vụ cuộc sống. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu khiến các đợt bão lũ cực đoan diễn ra tại Đông Nam Á với tần suất ngày một dày hơn. Việc nước biển xâm lấn đất liền dẫn đến nguy cơ cao lây lan các bệnh truyền nhiễm và không còn đất sinh hoạt, canh tác. Để ứng phó, chính phủ Indonesia đã có ý định xây dựng những bức tường chắn biển ở khu vực vịnh Jakarta. Hai Nhật Bản từng phải áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước cũng như tìm nguồn nước mới cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp. Dù thế, các biện pháp sẽ chỉ ngăn được tác hại trong tương lai, nhưng không thể đảo ngược lại quá trình sụt lún. Thiệt hại từ việc diện tích đất sống bị thu hẹp ước tính có thể lên đến 103 tỷ đô la Mỹ. Khi nhiều thành phố đang chìm dần và không còn nhiều lựa chọn thay thế, các nước đã phải tính tới việc di dời người dân tới nơi khác. Sau Indonesia, Thái Lan có thể là quốc gia tiếp theo ở Đông Nam Á di dời thủ đô của mình trước quan ngại về biến đổi khí hậu. Liên Hợp Quốc dự đoán từ nay đến năm 2100, mực nước biển sẽ tăng từ 0,6 m trở lên. Và đáng buồn nhất là châu Á sẽ là châu lục bị ảnh hưởng nhiều nhất.